Bí ẩn vị trưởng lão 160 tuổi ở Hà Nam với thân Phật bất hoại. Liệu phương pháp luyện đan và dưỡng sinh có thật sự tồn tại? Một vị cao tăng 160 tuổi tại Hà Nam trước khi qua đời đã để lại một di ngôn bí ẩn rằng nếu sau 3 năm rời bỏ cõi đời mà thân thể ông vẫn không phân hủy thì chứng tỏ ông đã đạt được thành tựu lớn trong đạo giáo và đắc đạo thành tiên. Điều không ngờ là đã có người mở mộ của ông ra trước thời hạn. Hành động này lại vô tình tiết lộ một bí mật chấn động. Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi những bí ẩn về vị trưởng lão 160 tuổi này trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực, ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Tại Chùa Linh Tuyền ở thành phố An Dương, thuộc Hà Nam, Trung Quốc, có một bậc thầy vừa tu hành Phật giáo, vừa tu luyện đạo giáo tên là Ngô Vân Thanh. Chủ yếu ông luyện tập pháp môn nội đan của đạo giáo có tên là Cửu Chuyển Hoàn Đan Công. Sau này, ông còn tu tập Phật Pháp và đảm nhiệm chức vị trưởng lão tại Chùa Linh Tuyền. Năm 1998, khi trưởng lão Ngô Vân Thanh viên tịch, các đệ tử theo di nguyện đã an táng ông vào một chiếc thùng lớn. Đây là một nghi thức an táng đặc biệt dành cho các cao tăng sau khi viên tịch, bao gồm 3 bước là ngồi thùng, niêm thùng và mở thùng. Đặc biệt, trong giai đoạn cuối là mở thùng. Nếu khi mở ra, cơ thể của nhà sư vẫn giữ nguyên biểu cảm trên khuôn mặt và cơ thể không bị phân hủy, thì hậu thế có thể đúc lại thân thể của ông thành thân Phật. Vào ngày an táng, nhiều cư dân ở gần cũng kéo đến giúp đỡ và phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Bởi thường sau khi một người qua đời, cơ thể sẽ trở nên cứng đờ. Nhưng trưởng lão Ngô Vân Thanh khi được mọi người khiêng lên lại không như vậy. Cơ thể ông đàn hồi một cách rất linh hoạt, khiến những người dân xung quanh càng thêm hiếu kỳ. Hơn nữa, thời điểm này đang vào mùa hè oi ả. Nếu cơ thể không có bất kỳ biện pháp bảo quản nào để giảm nhiệt độ, sẽ phát ra mùi thối rữa. Nhưng theo những người có mặt lúc đó, trên người ông lại không có mùi hương bất thường nào. Hiện tượng bí ẩn này bắt đầu được người dân địa phương lan truyền rộng rãi. Ai cũng nói rằng trưởng lão Ngô Vân Thanh không viên tịch mà đã luyện thành bất tử và bay lên trời. Trong 2 năm sau đó, tin tức này vẫn gây xôn xao trong toàn thành phố, khiến cho giám đốc của Bảo tàng Di sản Văn hóa Chùa Linh Tuyền mỗi ngày đều rất lo lắng, bồn chồn không yên. Vậy nên, sau đó ông quyết định mở quan tài sớm, vì lúc này thời tiết vẫn còn rất lạnh, nếu không thành công cũng sẽ không có mùi hôi quá nặng. Tuy nhiên, ông cũng lo sợ nếu mở quan tài vào ban ngày sẽ làm phiền đến người dân gần đó, nên đành phải chọn thời gian vào ban đêm để khởi công. Đêm ngày 24 tháng 12 năm 2000, một vài nhân vật bí ẩn đã lặng lẽ xuất hiện trong Chùa Linh Tuyền ở Hà Nam. Sau một thời gian vật vã, họ cuối cùng đã mở được ngôi mộ chôn cất chưa đầy 3 năm. Nhưng khi quan tài được mở ra, cảnh tượng bên trong đã khiến tất cả mọi người có mặt phải bất ngờ sửng sốt. Một vị cao tăng 160 tuổi, thi thể vẫn còn nguyên vẹn, không hề hư thối. Phải chăng ông đã tu luyện thành công một đạo thuật kim đan đặc biệt? Khi bức tường bằng đá được mở ra sau hơn 2 năm, quan tài của trưởng lão Ngô Vân Thanh hiện ra trước mặt mọi người. Trước lúc mở quan tài, mọi người lo ngại mùi hôi thối quá nặng, nên còn đặc biệt mở một lỗ nhỏ trên thùng. Tuy nhiên, bên trong lại không có mùi lạ nào, giống như người vừa mới qua đời. Các nhân viên bắt đầu dũng cảm mở toàn bộ miệng thùng và vô cùng sửng sốt khi thấy sắc mặt của trưởng lão Ngô Vân Thanh vẫn còn hồng hào. Toàn thân vẫn hoàn hảo và thậm chí tóc còn có ánh bạc mờ nhạt. Thi thể ngồi thiền trong thùng suốt 2 năm lại không có dấu hiệu phân hủy nào. Phải chăng lời tiên tri của vị trưởng lão thật sự đã thành hiện thực? Trong lúc mọi người đưa cơ thể ông ra khỏi bồn, các nhân viên phát hiện khi chạm vào toàn thân trưởng lão vẫn còn mềm mại, cơ bắp cũng rất đàn hồi. Trước lúc được an táng, chân trưởng lão Ngô Vân Thanh còn đi một đôi giày, và khi tháo giày thì chân ông vẫn còn trắng trẻo. Tất cả mọi người có mặt cùng nâng cơ thể sống động này lên, căn chỉnh lại động tác ngồi của ông như nguyên bản và công khai cho tất cả người dân xem. Thông tin về việc di ngôn của trưởng lão Ngô Vân Thanh đã được chứng thực, nhanh chóng lan rộng đến tai của người dân. dân làng từ khắp nơi lập tức kéo đến để đảnh lễ nhục thân Phật sống này. Cơ thể của ông được đặt trong một quan tài pha lê trị giá 500.000 nhân dân tệ để bảo vệ. Tuy nhiên, khi truyền thông đưa tin về sự việc này, chủ đề ông lão 160 tuổi được chôn cất 3 năm mà thi thể không bị thối rữa, ngay lập tức gây ra nhiều nghi vấn. Có một số người cho rằng đây chỉ là một trò lừa đảo và cơ thể này chắc chắn đã được xử lý chống phân hủy. Ngay cả nhiều chuyên gia và giáo sư cũng thẳng thắn nói rằng, đứng trên lập trường khoa học, nếu thi thể không được xử lý thì sẽ không thể xảy ra hiện tượng như vậy. Cuối cùng, dưới áp lực của dư luận, giám đốc mới được bổ nhiệm phải đồng ý tiến hành kiểm tra toàn diện. Cơ thể của trưởng lão Ngô Vân Thanh được đặt trong lồng kính bảo vệ. Các chuyên gia ban đầu nghi ngờ rằng mùi hương thảo mộc lạ bên trong có vấn đề, nhưng khi kết thúc việc phân tích khí, họ phát hiện ra rằng những mùi đó chỉ là do gỗ long não bên trong lồng kính phát ra. Lúc này, họ vẫn không bỏ cuộc nên tiếp tục kiểm tra mô da của thi thể. Kết quả cho thấy, trong cơ thể trưởng lão Ngô Vân Thanh chỉ còn lại mô liên kết dạng sợi. Mô liên kết dạng sợi này không còn bất kỳ thành phần tế bào nào, chứng tỏ nó thực sự đã tự nhiên khô lại. Liệu đó có phải là minh chứng cho việc cơ thể của vị trưởng lão thực sự không qua bất kỳ quá trình xử lý đặc biệt nào? Một số người lúc này lại đưa ra một câu hỏi khác, rằng có khi nào trưởng lão Ngô Vân Thanh đã nắm bắt được kỹ thuật bảo quản nào đó khi còn sống. Lúc này, môn đồ của trưởng lão Ngô Vân Thanh là Tô Hòa Nhân cũng tham gia vào cuộc thảo luận. Ông cung cấp cho các chuyên gia một thông tin bùng nổ hơn. Điều này cũng vô tình tiết lộ bí quyết tu luyện bí ẩn nhất của đạo giáo. Thông qua Tô Hòa Nhân, các chuyên gia đã biết được rằng thực ra trưởng lão Ngô Vân Thanh đã sớm biết thời gian mình sẽ ra đi. Trước khi lâm chung, trong nửa tháng đầu, vị trưởng lão không ăn bất cứ thứ gì mà chỉ uống một chút nước để duy trì nhu cầu của cơ thể. Sau đó trong nửa tháng tiếp theo, ông thậm chí còn không uống nước. Tuy nhiên, tin tức này lập tức khiến các chuyên gia cảm thấy khó tin, vì theo lý thuyết thông thường, người bình thường không ăn không uống chỉ sau 3 đến 7 ngày sẽ bị suy chức năng cơ thể. Việc không ăn uống trong 15 ngày thực sự là không phù hợp với khoa học. Mặc dù từ góc độ khoa học là khó hiểu, nhưng phương pháp này lại có sự giải thích rõ ràng trong đạo giáo. Đây là một trong những phương pháp dưỡng sinh của đạo giáo. Theo lý thuyết đạo giáo, khi người tu hành có thể mở ra hoàn toàn các kênh năng lượng trong cơ thể, họ sẽ có thể hấp thụ tinh khí đất trời để bổ sung năng lượng cho bản thân. Có lẽ trưởng lão Ngô Vân Thanh đã áp dụng phương pháp dưỡng sinh của đạo giáo để thanh lọc hoàn toàn những tạp chất trong cơ thể trước khi qua đời, đưa cơ thể vào trạng thái mất nước hoàn toàn. Trong lúc an táng, một lớp tro cũng được rải dưới đáy thùng để hấp thụ độ ẩm, sau đó thắp đèn dầu để tiêu thụ hết oxy bên trong bồn. Trong môi trường như vậy, rất khó để vi khuẩn và vi sinh vật phát triển, khi đó một cơ thể bất hoại sẽ được hình thành. Tuy nhiên, phương pháp này thực sự rất khó để thực hiện trong thực tế. Một số giai đoạn vẫn không phù hợp với logic của khoa học, nhưng ngoài giải thích này thì dường như không còn câu trả lời nào tốt hơn. Sau khi giải quyết câu hỏi về cơ thể không bị phân hủy, lại có người đặt ra nghi vấn về tuổi tác của Ngô Vân Thanh. Liệu ông có thật sự sống đến 160 tuổi không? Thực ra câu hỏi này cũng khiến các chuyên gia cảm thấy khó khăn, vì phương pháp xác định tuổi xương gần như không có tác dụng với hầu hết người cao tuổi. Nếu đánh giá dựa trên thông tin truyền thông trong quá khứ, có thể nhiều nội dung trên đã bị phóng đại. Để làm rõ tuổi thật của vị trưởng lão, phóng viên đã 5 lần đến địa phương để thăm dò và phát hiện rằng nhiều người cao tuổi từ 70-80 tuổi đều nói rằng trong ký ức của họ, Ngô Vân Thanh trông như một ông lão nhỏ bé. Một ông lão tên Tả Vượng Nghiệp nói rằng khi ông còn trẻ, trưởng lão Ngô Vân Thanh đã là một ông lão râu tóc bạc trắng, khoảng 70-80 tuổi rồi. Thậm chí có một số người lớn tuổi còn cho biết lúc nhỏ họ đã từng sờ râu của vị trưởng lão này. Điều kỳ lạ hơn nữa là mỗi khi có ai đó hỏi về tuổi của mình, câu trả lời của Ngô Vân Thanh luôn nằm trong khoảng từ 40 đến 70 tuổi. Các phóng viên dựa trên kết quả điều tra đã suy đoán rằng trưởng lão Ngô Vân Thanh ít nhất cũng đã có tuổi thọ hơn 100 tuổi, còn việc ông có thực sự 160 tuổi hay không thì vẫn chưa xác định được. Mọi người chợt nhớ lại trong lúc sinh thời, vị trưởng lão cũng đã sáng tác một bài thơ như một cách tự trêu chọc bản thân rằng khi xưa từng là người trăm tuổi, giờ đây lại sống, lại càng trẻ trung. Có lẽ trong sự hài hước của trưởng lão đã tiết lộ một phần bí mật của sinh mệnh. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.